Cô chào các con. Hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau rồi. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng để vào học chưa? Trước khi vào học, cô có một câu đố muốn đố các con. Các con có biết con trâu con còn được gọi là con gì không? Để cô bật mí cho các con nghe nha. Con trâu con còn được gọi là con ngá đó. Không biết bài hôm nay có liên quan gì đến con ngá không? Các con hãy cùng cô tìm hiểu qua bài 19, trang 50, sách Tiếng Việt lớp 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Trước tiên, các con hãy quan sát tranh sau và cho cô biết con thấy gì trong tranh? Con thưa cô, con thấy có một người dắt con trâu mẹ đi có con nhé đi theo con trâu mẹ nữa ạ. À. à. trong tranh là con nhé đang đi theo mẹ ra ngoài ngõ. Với nội dung tranh như vậy, cô có câu sao? Các con hãy lắng nghe cô đọc. Nghe theo mẹ ra ngõ. Các con hãy cùng đọc theo cô. Nghe theo mẹ ra ngõ các con hãy nhìn xem trong tiếng nhé có âm ngờ trong tiếng ngõ có âm ngờ đây chính là hai âm mới mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là âm ngờ và âm ngờ cô giới thiệu với các con đây là ngờ in hoa đây là ngờ in thường âm ngờ này trong chữ viết còn gọi là ngờ đơn cô giới thiệu tiếp đây là ngờ in hoa và đây là ngờ in thường âm ngờ này trong chữ viết còn gọi là ngờ kép mặc dù có hai hình thức chữ viết là ngờ đơn và ngờ kép nhưng khi đọc chúng ta đều đọc là ngờ nhé các con ngờ 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 Chúng ta sẽ bắt đầu với âm thứ nhất. Đó là âm ngờ. Các con hãy lắng nghe cô đọc, sau đó đọc cùng cô. Ngờ, 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 ngờ. ngờ. Đây là tiếng ngõ. Trong tiếng ngõ có âm ngờ đứng trước, âm o đứng sau dấu ngã trên đầu âm o các con hãy lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng ngõ ngờ o ngõ ngã ngõ ngõ ngờ o ngõ ngã ngõ ngõ các con hãy đọc lại xem nào ngờ o ngõ ngã ngõ ngõ chúng ta sẽ qua âm thứ hai đó là âm ngờ 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 các con hãy đọc lại xem nào ngờ 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 đây là tiếng ngá trong tiếng ngá có âm ngờ đứng trước âm e đứng sau dấu sắc trên đầu âm e các con hãy lắng nghe cô đánh phần và đọc trơn tiếng nghe. Ngờ, e, nghe, sắc, nghe, nghe. Ngờ, e, nghe, sắc, nghe, nghe. Cô mời các con đọc lại. Ngờ, e, nghe, sắc, nghe, nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại hai âm nhé ngờ ngờ o ngo ngã ngõ ngõ ngờ ngờ e nghe sắc ngé, ngá cô mời các con đọc lại ngờ ngờ o ngo ngã ngõ ngõ ngờ ngờ e nghe sắc nhé nhé Các con đọc rất tốt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con ghép tiếng ngõ và tiếng ngá từ bộ thẻ chữ tiếng Việt. Để ghép tiếng ngõ từ bộ thẻ chữ, cô lấy âm n ghép trước. Tiếp theo cô sẽ lấy âm g ghép phía sau âm n để tạo thành âm ngờ rồi cô lại lấy âm o ghép phía sau âm ngờ và dấu ngã trên đầu âm o để tạo thành tiếng ngõ để ghép tiếng ngé cô lấy âm n ghép trước rồi cô lấy âm g ghép sau âm n rồi cô lại lấy tiếp âm hờ ghép sau âm g để tạo thành âm ngờ rồi cô lại lấy âm e ghép phía sau âm ngờ cuối cùng cô sẽ lấy dấu sắc và ghép trên đầu âm e là cô đã được tiếng ngá rồi các con có làm được không nè các con hãy cùng cô đọc lại hai tiếng vừa ghép được ngõ nghe ngõ nghe ngõ nghe bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con qua đọc các tiếng các con hãy nhìn xem và cho cô biết trong ba tiếng này giống nhau là ở điểm nào vậy các con con thưa cô, ba tiếng này giống nhau là có âm ngờ đứng trước À đúng rồi, ba tiếng này giống nhau là có âm ngờ đứng trước Các con hãy lắng nghe, cô hướng dẫn đánh vần và đọc trơn ba tiếng này nhé Ngờ a nga ngã 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 Ngờ u ngu hỏi ngủ ngủ ngờ ư ngư nặng ngự ngự cô mời các con đọc lại thử xem nào ngờ a e, nghe ngã 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 ngờ u ngu hỏi ngủ ngủ ngờ ư ngư nặng ngự ngự cô lại tiếp tục có ba tiếng nữa các con hãy nhìn xem ba tiếng này giống nhau ở chỗ nào nè con thưa cô chỗ giống nhau giữa ba tiếng này là có âm ngờ đứng trước đúng rồi các con rất giỏi chỗ giống nhau giữa ba tiếng này là có âm ngờ đứng trước các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đọc ngờ e nghe nghe ngờ e nghe sắc ngé ngá ngờ y nghi ngã nghĩ nghĩ Cô mời các con đọc lại Ngờ e nghe nghe ngờ e nghe sắc nghe ngá ngờ y nghi ngã nghĩ nghĩ Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại sáu tiếng này. Ngờ, a, nga, ngã, ngã. Ngã. Ngờ, u, ngu, hỏi, ngủ. Ngủ. Ngờ, ư, ngư, nặng, ngự. Ngự. Ngờ, e, nghe. Nghe. Ngờ, e, nghe, sắc ngá ngá ngờ y nghi ngã nghĩ nghĩ ngã ngủ ngự nghe ngá nghĩ cô mời các con đọc lại ngờ a ngã, ngã 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 ngờ u ngu hỏi ngủ ngủ ngờ ư ngư nặng ngự ngự ngờ e nghe nghe ngờ e nghe sắc nghe nghe ngờ y nghi ngã nghĩ nghĩ ngã ngủ ngự nghe nghe nghĩ các con đọc rất giỏi bây giờ chúng ta sẽ qua đọc từ nhé các con các con hãy nhìn xem đây là tranh vẽ một quang cảnh ngã ba đường cô có từ ngã ba còn đây là tranh vẽ cảnh một cái ngõ nhưng nó nhỏ thôi cô có từ nhỏ nhỏ còn đây là tranh vẽ cũ nghệ cô có từ cũ nghệ cô đố các con trong tranh này bạn nam đang chơi trò gì vậy các con à bạn đang chơi trò chơi thả diều vào các kỳ nghỉ hè các bạn nhỏ được thỏa thích chơi rất là nhiều trò chơi thú vị với nội dung tranh như vậy cô có từ nghĩ hà bây giờ các con hãy nhìn xem cô hướng dẫn đánh vần và đọc trên các từ ngờ a nga ngã ngã bờ a ba ngã ba ngờ o ngo ngã ngõ nhờ o nho hỏi nhỏ ngõ nhỏ cờ u cu hỏi cũ ngờ ê nghe nặng nghệ cũ nghệ ngờ y nghi hỏi nghĩ hờ e he quyền hè nghĩ hè cô mời các con hãy đọc lại nào ngờ e nghe ngã ngã bờ e ba ngã ba ngờ o ngon ngã ngõ Nhờ o nho hỏi nhỏ ngõ nhỏ Cờ u cu hỏi cũ Ngờ e cũ nghệ ngờ y nghi hỏi nghĩ hờ e he quyền nghe, nghĩ hè bây giờ các con hãy lắng nghe thật kỹ cô sẽ đọc lại cả bài để sau đó các con đọc lại cùng cô nhé ngờ ngờ o ngõ ngã ngõ ngõ, ngờ, ngờ, e, nghe, sắc, Nghe ngá, ngã, ngủ, ngự, nghe, ngá, nghĩ, ngã ba, ngõ nhỏ, cũ nghệ, nghĩ ha các con hãy thử đọc xem nào Ngờ Ngờ o, ng Ngờ 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 e nghe sắc Nghe 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 Ngã ng nghe Nghe, nghỉ, nghe bà ngõ nhỏ, nhỏ cũ nghệ nghỉ hè các con đọc rất tốt nè cô có lời khen các con bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ngờ đơn chữ ngõ chữ ngờ kép và chữ cũ nghệ các con hãy theo dõi nhé để viết chữ ngờ đơn trước tiên cô viết con chữ n cao hai ô ly Rồi cô lại viết con chữ G cao 5 ô ly chạm điểm kết thúc của con chữ N là chúng ta đã được chữ ngờ đơn rồi. Muốn viết chữ ngõ, cô sẽ viết chữ ngờ trước. Rồi cô lại viết chữ O, chạm điểm kết thúc của con chữ G. Và cuối cùng cô viết dấu ngã trên đầu chữ O để được chữ ngõ. Muốn viết chữ ngờ kép, trước tiên cô viết con chữ N cao 2 ô ly. Tiếp theo, cô viết con chữ G chạm điểm kết thúc của con chữ N và nói liền với con chữ H. thế là cô đã được con chữ ngờ kép rồi. Để viết chữ cũ nghệ, cô sẽ viết chữ cờ cao hai ô ly nói liền với con chữ u. Cuối cùng cô viết dấu hỏi trên chữ u để được chữ cũ Muốn viết chữ nghệ, cô viết chữ ngờ nói liền với con chữ e. Cuối cùng cô viết dấu nặng ở dưới chữ E. Thế là cô được chữ cũ nghệ rồi đó các con. Các con lưu ý khi ngồi học hoặc viết, các con nhớ ngồi đúng tư thế để bảo vệ cột sống và đôi mắt của mình nữa nhé. Bây giờ các con hãy mở vở ô ly ra để cùng viết vào vở với cô nào. không biết hai âm mới vừa học hôm nay khi viết cần lưu ý điều gì các con sẽ cùng cô tìm hiểu qua phần trò chơi nhé ở đây cô có các hình các con hãy nhìn xem và cho cô biết còn thấy gì trong các hình này Con thưa cô, con thấy có con ngỏng, con nghêu, trái bắp, cây ngò, củ nghệ và bạn nhỏ đang suy nghĩ ạ. À. à, con nói đúng rồi. Đây là hình con ngỗng, Cô có chữ ngỗng. Còn đây là hình con nghêu. Cô có chữ nghêu. Còn đây là hình trái bắp. Nhưng ở miền Bắc, người ta gọi bắp là ngô đó các con ở đây cô có chữ ngô còn đây là cây ngò cô có chữ ngò đây là củ nghệ cô có chữ nghệ và đây là một hành động suy nghĩ nên cô có chữ nghĩ ở đây cô có hai âm đây là âm ngờ và đây là âm ngờ âm ngờ này trong hình thức chữ viết gọi là ngờ kép và âm ngờ này trong hình thức chữ viết gọi là ngờ đơn nhiệm vụ của các con là sẽ chọn trong các chữ này chữ nào có chứa âm ngờ kép chúng ta sẽ nói với âm ngờ kép còn chữ nào có chứa âm ngờ đơn chúng ta sẽ nói với âm ngờ đơn nhé con thưa cô nghèo nghệ và nghĩ có chứa âm ngờ kép còn ngẫn ngô và ngờ thì có chứa âm ngờ đơn ạ à. à các con nói đúng rồi ở đây chúng ta thấy nghêu nghệ và nghĩ có chứa âm ngờ kép cho nên chúng ta sẽ nói nghêu nghệ và nghĩ với âm ngờ kép còn ngỏng, ngô và ngò có chứa âm ngờ đơn nên chúng ta sẽ nói ngô, ngỏng và ngò với âm ngờ đơn. Qua trò chơi này giúp các con ghi nhớ một điều. Âm ngờ được viết là âm ngờ kép khi đi phía sau là âm y, e và e. Âm ngờ được viết là âm ngờ đơn khi đi phía sau là A, O, O, Ơ, U và Ư. Các con hãy lưu ý nhớ điều này để khi viết chính tả chúng ta viết cho đúng nhé. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại hai âm vừa học hôm nay. Ngờ, 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 ngờ 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 đến đây cô tạm nói lời chia tay với các con các con ở nhà hãy nhớ đọc lại bài nhiều lần để ghi nhớ nhưng cũng đừng quên phải đọc lại các âm đã học nữa nhé các con và chúng ta cũng phải cố gắng luyện viết chữ cho đúng và đẹp cô chào tạm biệt các con hẹn gặp lại các con vào giờ học sau